Hello anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Ok, thì rất vui khi được anh em quay trở lại với clip tiếp theo. Thì ok, trong clip hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em tiếp một cái mã code mới nhất của cái tháng 9 trong game Battle Warrior anh em nhé. Đấy, thì cái mã code này thì mình vừa mới thấy là nhà phát hành nó vừa ra thôi, nên là mình có là chia sẻ luôn cho anh em nhé. Thì ở cái đầu clip này, anh em thấy mình còn là khá rất là nhiều cái đá quý tiền sao đúng không? Rất là nhiều luôn. Mình vừa tặng quà cho 500 bạn nhá anh em. Thì nãy mình có lục thư ấy thì thấy là khá là nhiều thư, thì mình đã tặng quà cho 500 bạn rồi. Đấy thì anh em nào mà kiểu như là chưa được nhận quà ấy thì nhớ là làm đủ các bước này. Ở đây thì còn 140 bạn bạn thôi. Đấy, anh em nào mà chưa được nhận thì nhớ là làm đủ các bước, like đăng ký kênh này và comment guide đi game hoặc tên game dưới phần mô tả. Nếu mà không thấy mình dép ấy thì anh có thể là nhắn tin qua bên game cho mình nhá. Thì mình sẽ đi lọc cái tin nhắn và mình tặng quà luôn cho anh em. Ở đây mình khá là nhiều này. Anh em muốn nhận cái gì thì nhớ là comment ở phía dưới luôn anh nhá. Đấy. Rồi thì ok thì mình có đi check comment ấy thì anh mình thấy là khá là nhiều anh em bảo là anh ơi, cốt tháng 9 có ra mắt chưa? À có chưa? Thì mình cũng đã có đi xem thì nó đã ra mắt rồi anh nhá. Thì đây, nay mình sẽ đăng tới cốt tháng 9 luôn cho anh em. Anh em nào mà chưa nhập thì có thể nhập vào nhá. Còn nhập rồi thì có thể là thôi để cho các bạn khác anh em nhập nhá. Đấy thì đây là cái mã cốt hình như là cốt gì anh nhỉ? Cốt này là cốt 5.000 tiền sao ấy, thì sao anh em ạ? Đấy thì anh em nào mà kiểu như đang thiếu thốn tiền sao ấy thì em có thể là vào đây và nhập cốt để có thể là lấy tiền sao mua ô tô anh nhá. Đấy. Còn nếu mà không đủ tiền thì anh có thể là comment cái ID game tên game dưới phần mô tả, mình sẽ tặng quà luôn cho anh em. Và đồng thời nhấn like đăng ký kênh nữa nhá. Đấy thì dạo này anh em bơ mình quá nên là mình cũng khá là buồn. Đấy. Thì không sao cả. Anh em nào mà cứ ủng hộ mình đi thì mình sẽ tặng quà cho anh em nhá. Đấy thì bây giờ thì mình sẽ đưa cái mã code lên màn hình cho anh em xem nhá và anh em nhập vào nhá. Đây. Thì đây đây là cái mã code của anh em nhá. Đây là cái mã code này, cái mã code là 5.000 tiền sao của anh em đây. Thì anh em nào mà chưa nhập thì có thể nhập vào anh nhá. Đấy. Anh em nào mà kiểu như là nhập rồi thì thôi để cho các bạn khác nhập, không là mã code nó giới hạn anh em nhá. Đấy ok chưa? Thì đây, bây giờ mình chắc là clip của mình khá dài ấy, chắc mình cũng kết thúc clip đây thôi. Anh em thấy video mình hay thì có thể là cho mình xin một lượt like này và một đăng ký kênh nhá. Còn nếu muốn nhận quà từ mình nhớ là làm đủ 3 bước: like này, đăng ký kênh này, bật cái chuông thông báo này và comment cái tên game hoặc ID game dưới phần mô tả. Mình sẽ tặng quà luôn cho anh em nhá. Đấy ok chưa? Còn kim cương này thì giờ mình sẽ tặng kim cương và tin sao này giờ thì mình sẽ check lại cái tin nhắn và mình tặng hết cho số bạn còn lại thôi. Anh em nhớ là nhanh tay nhắn tin qua bên cho mình đi để mình tặng quà cho anh em nhá. Chắc là clip mình khá dài, chắc mình cũng kết thúc clip này thôi. Bây giờ thì bye bye anh em.